ba chỗ dựa an toàn nhất cho tuổi già. Con người ta cứ phải về già rồi mới hiểu, con cái chưa chắc đã kiêu mang mình được. Cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào ba điều này thôi. Một, thân thể khỏe mạnh. Ở đời, quan trọng nhất là phải có sức khỏe. Tuổi tác càng cao, cơ thể càng yếu đi. Con cái hiếu thuận thì có thể ở bên chăm sóc bạn. Nhưng ngộ nhớ gặp phải con cái bất hiếu, hoặc có lòng nhưng không có sức thì phải làm sao đây? Chưa kể khi không còn sức khỏe, bạn lại vô tình trở thành gánh nặng cho người khác. Điều đó chẳng vui vẻ gì. 2. Bạn đời bầu bạn. Khi về già, bạn sẽ rất dễ cảm thấy cô đơn. Kể cả khi có con cái bầu bạn, chúng cũng có cuộc sống của riêng mình, không thể để chúng chịu áp lực nặng nề khi phải chăm sóc bạn được. Tốt nhất nên là có bạn đời ở bên. Khi cô đơn, buồn chán, còn có người trò chuyện, có một bờ vai để dựa vào. Con cái có hiếu thuận đến đâu cũng không thể ở bên cha mẹ mãi được. 3. Tiền dưỡng lão. Già rồi, sức khỏe không được như người trẻ tuổi. Bạn nhất định phải tích góp cho mình một khoản tiền dưỡng lão. Có tiền rồi, ít nhiều gì cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Mọi người vẫn hay bảo phải có con cái để về già còn có người chăm sóc, nhưng thực ra sự đời khó đoán. Hãy chuẩn bị từ trước. Cả đời chỉ dựa vào bản thân mình, ấy cũng là một loại hạnh phúc.